À, rồi anh Sa là khi đến đây bệnh gì? Bị cột sống số 7 nó làm cái tay yếu rồi, Tức là C7 á, rồi nó chèn, rồi nó làm cho yếu cánh tay. yếu cánh tay trái. Rồi. Rồi cái ở cái này là 2016, 2017 năm rồi về Việt Nam á, thì đi cái xe Honda đó, cái giật giật á, nó bị cái Chân khúc ở dưới dưới lưng quần chút xíu, khoảng cứ bị cái chỗ đó bị đĩa đệm sao đó, Đức lẹn là 5X1. rồi nó ảnh hưởng qua thần kinh tọa. Rồi. Thần kinh tọa. Hai bắp đùi nó đau xuống. Nó chèn hai cái bắp đùi đau xuống. Dạ. Rồi cái là anh đi đứng không được hay sao? Đi thì đau. Sáng thức dậy đi nó bị đau hai bên đó. Đi đi tiểu không được mà. Sáng nó đau quá thức dậy là ngồi đó chứ muốn đi tiểu đi 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 không được. Rồi đi bác sĩ rồi gọi bác sĩ đây cứ cho thuốc uống đau nhức. Uống thuốc đau nhức cũng hết thuốc thì nó đau lại, đi đi không được. Rồi có lên đây mấy ông anh này có làm thấy bớt được bớt được nhiều không? Cũng cũng được, đi sáng thức dậy thì không thấy còn đau, mà không còn đau nữa. Rồi có chườm đá không tiếp thấy không, được. Hả? có chườm đá không đá đá này hướng dẫn đi chườm đá nữa chưa giờ có chưa, chưa có mua cái đó nữa, không có. Anh phải chườm đá thì mới khỏi được. Bị cái địa điểm ở sau lưng này nè, nặng quá, với ở trên nguyên bên cánh trái giờ nó yếu. Bây giờ anh điều trị vậy là đây được mấy lần rồi? Khoảng 5 lần rồi. 5 lần rồi hả? 5 tuần rồi. 5 tuần rồi đó. Rồi anh đi lại sao? Anh đi giờ hiện nay đó, bây giờ tình trạng hiện nay nè. Hiện nay đi lại được 60% đỡ. Rồi, bây giờ anh đi thử coi. Em dẹp cái ghế cho anh đi thử. Đây, còn mang cái băng á. Băng gì? Cái lịch. Dạ, yeah, anh đi thử coi. Rồi. Bỏ beo ra cái gì khác không? Bỏ beo ra đi thì nó đau hả? Nó hơi đau. Rồi. Bây giờ anh đeo đai đeo beo đâu? Đang đeo á. Đeo cái đai. Vậy đó. Đeo cái đai vậy. Cái đeo suốt vậy đó, không đeo thì là đau. Không đeo, bỏ ra đi á thì bị đau xuống thần kinh tọa. Đó, đeo vậy á, đi thì nó đỡ hơn. Đỡ hơn. Rồi, ok. Tôi nghĩ là anh chữa phải bỏ đai chứ anh gì đâu chơi gì đâu được. Bỏ phải đai chứ. Chưa dám bỏ tại vì không chịu bỏ. Không cho vô đây. Rồi lần đầu tiên vô đây đâu có đi được cái này. Nguyên một mé nghiêng luôn luôn á. Giờ là đỡ dưới lắm. Dạ. Đỡ đi nghiêng bên. Đi nghiêng bên. Nghiêng luôn. Đi không được. Nhưng mà tại sao mà mọi người không động viên ông chồm đá vậy? Nói ông chồm đá mà không chịu. Nói chồm đá sao hết được. Chồm thì đem theo tôi đi mua đá làm chưa chưa có thấy làm qua thì không biết không, không. Đá hôm nay dùm đá rồi, ok được rồi, đâu có nuôi bệnh được, phải chữa là chưa dứt chứ. Rồi cái tay anh bớt tê chưa? Cái tay không có tê. Hết tê rồi hả? Hết tê mà không tê không nhức mà mấy cái ngón không có mạnh được. Mấy tay ngón chân kia không mạnh. Bây giờ ông đứng không hay nghiêng nghiêng vậy đó hả? Đứng đứng thẳng, đứng thì đứng thẳng. Rồi thẳng như đâu, nghiêng xèo chứ. Nghiêng. Rồi giờ ông bỏ đai đi. Bỏ đai rồi. Bỏ đai đi, cho ông nằm lên đi. Thầy xử không cho? Thầy thầy giảng lại đó.
Dạ. Chứ phù ra tay mới là hiệu quả. Ra tay đấy. Mới bị á, mới bị nằm nghiêng được. Có phước lắm rồi. Bỏ này là đang chung. Nói tôi đó. Nói vậy đâu hết. Đưa thầy căng. Dạ, chị có tin. Ôi, nó làm đẹp quá hả, chị có tin hả? Em ơi. Không có cơ. Em đứng tránh nè, tránh nè. Ôi trời. Nè, em ơi, dậy em ngồi lên giùm thầy đi. Còn em giữ giùm hai chân cho thầy. Nha, để thầy chỉnh cái này nha. Rồi nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Tôi em nhớ là khi mà chỉnh cái cuộc sống á, cái ngũ bội tâm tinh thì kêu quan trọng. Tụi em đứng bên đây đi. Đứng bên đây. À, nhớ hồi nãy á, là cái cuộc sống á, là mình kéo chưa hết. Cho nên nó vẫn còn như đó. Nhưng mà cái quan trọng của ngũ bội tâm tinh á, là nó giúp cho cái gân lưng nó mạnh trở lại. À, rồi bây giờ là hồi nãy mình kéo cái đó là nó giãn hết toàn bộ rồi. Thấy không? Bây giờ ngũ bội tâm tinh ha, bây giờ mình làm giống như cái đầu tiên mình làm đúng không? Một, 2, 3, 4, 5, thấy không? 1, 2, 3, 4, 5. Tức là gân cái này yếu hết rồi. Để kéo không có cái gì mà nó rụng, nó rụng quá trời luôn anh. Rồi kéo chân lên cho anh coi. Coi chân anh sao? Để luôn, dùng chân luôn á. Trời ơi, ngủ quá trời. Đó. Bây giờ mình làm thứ hai, đợi thứ hai luôn nha. Một. Bít ngon thế nào mà anh? Ngon nữa. Thấy chưa? Để ngon nhất nha. Ngon nhất. Ổn sơn phải không? Cảm ơn nhiều lắm nha. Biết bao nhiêu người ăn trôi. Biết bao nhiêu người ăn. Thầy làm qua thầy ăn cũng tụi tôi làm mà còn ít ít chứ. Cái này vứt mới là tẹt á. Sao mấy cái cà đó người ta không của anh sao nó không cái lần thứ hai là ha lần thứ ba bán quá chừng ông chín đỏ giá làm sao cho nó khỏe lắm á giá đi giá hớp 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 giờ là hết chưa thở rồi hết chưa thở rồi nhưng mà anh đau nhưng mà đâu dừng được yếu dừng yếu bây giờ làm luôn lần thứ tư.
cái quan trọng là vừa cái chân nè. Đó bán đội hơi rồi đó. Đó đây nè. Rồi bị gút rồi dở nhất. Thì bây giờ là nhưng mà mình không làm được quá nhiều bệnh quá. Mình tạm thời vậy thôi. Bây giờ mình bắt đầu quán tâm tinh. Đó, bây giờ mọi người biết là sao? Giờ nó có đúc chân mà nó đúc cuộc sống. Đó, thấy nó kéo cuộc sống không? Đây là. Đó. Hay quá. Vậy là ông này cái này ngon rồi bỏ lại đó. Nhưng mà phải chồm đá mới được. Ông này không chồm đá không được đâu. Ok. Sao? Thấy bình thường rồi. Thấy bình thường ha. Chát nãy. Nhẹ quá không? Đi nhắm hơi nãy chút xíu vậy. Rồi. Anh đi qua bên đây đi tới rồi. Đi nhanh lên chút không sao đâu. Voilà. Rồi đi qua lại. Mọi người thấy người anh thẳng lên chưa? Thẳng nhiều lắm. Dạ, thẳng nhiều lắm. Thẳng nhiều lắm. Lẹ lẹ chú anh. Rồi bây giờ đi nhanh đi. Wow. Đi tự nhiên chú Sa đi tự nhiên. Rồi. Không đi gì nè. Đó đi bình thường. Dạ đi. Đó, ngon lành. Rồi. Ok. Con này nhìn trẻ quá ta, nhìn trẻ. Rồi, anh quay qua đây. Rồi thôi ngồi xuống đây đi. Đó, ngồi đi lên lẹ rồi phải không? Rồi.
Rồi. Rồi anh ngồi, anh ngồi đây đi. Quăng cho năm quăng đầy quăng đổ. Rồi. Ok. Bây giờ anh thấy cái lưng anh sao rồi? Cái quan trọng là cái lưng. Không hết luôn á, là trở về bình thường như cũ rồi. Đấy, tại vì là vô thì nó còn sượng. Ừ. Trên cũng bị mà dưới cũng bị sượng sượng. À. Còn bây giờ là lưng rồi êm ru rồi phải không? Thẳng là bây giờ là vậy nè. Anh nghe lời tôi chỉnh cái lưng lại rồi. Nha. Tôi chỉnh cái lưng lại rồi, bây giờ lưng anh thẳng lại rồi, không có vấn đề nữa. Mà cổ cũng hết rồi. Do đó là bây giờ anh nghe lời tôi ha, là bây giờ anh không cần đai nữa. Nhưng mà anh phải thực hiện mấy điều của tôi. Thứ nhất là nhịn ăn. Thứ hai là hút không khí. Thứ ba là chườm đá. Thì mọi người sẽ hướng dẫn cho anh làm. Rồi, bây giờ anh thấy là trên thực tế là tại vì anh sợ. Mọi người tránh giùm ra đây, tôi hết đi. Tôi cho anh chạy. Nè. Tại vì á, làm này anh đi còn không xong thì làm gì có chuyện chạy. Nhưng mà mọi người nhớ á, hồi nãy á, là khi mình bấm cái lưng á, mình đã kéo lại các cái khớp xương anh ta lại, cái gân anh mạnh ra lại rồi. Bây giờ anh này đi, bây giờ anh bước nhanh một cái rồi bắt đầu anh chạy từ 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 lên. Anh không còn đau nữa. Ok. Đi, rồi, đứng dậy đi. Rồi, rồi, đó, rồi. Bắt đầu anh đi nhanh vô tôi đi. Không còn nữa. Rồi, ok. Ngon lành. Bây giờ anh đi thẳng rồi, không còn ngưng nữa. Rồi, dạy, ok. Oh! Đây, ngon lành chưa? Đấy, thấy chưa? Rồi, chạy qua luôn, cho thiên hạ sợ anh chơi. Quay, quán hô. Rồi, xin chúc mừng anh. Không? Ok. Yeah. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.